Xin chào các bạn đã quay trở lại với nhóm review. Hôm nay ở đây tôi có một cái module đo cường độ ánh sáng TSL2561T. Thì cái module này sẽ giúp các bạn đo cường độ ánh sáng tương đương với mắt người. Cái này đo tương đương với mắt người các bạn nhìn được ấy. Thì con này nó hoạt động được với cả hai mức điện áp là 5V và 3,3V tùy vào điều khiển các bạn sử dụng. Nó có giao tiếp IIC, sử dụng giao tiếp IIC thì nó hoạt động được ở tầm âm 31 đến 80 độ C với giải cường độ sáng đo được là từ 0,1 đến 40.000 lắc. Mình thì hôm nay mình sẽ test nó với con Arduino Uno, với cái module Arduino Uno. Đây mình sẽ kết nối. Đây như các bạn thấy mình đã kết nối xong. Đây. Thì mình đã viết code cho hiển thị trên LCD cái cường độ sáng lắp về 3.8. Bây giờ mình sẽ thử che nó đi. Mình sẽ che ánh sáng đi. Mình che ánh sáng đi. Đấy, mình che ánh sáng đi. Đấy. Đây. Mô đun rất là nhạy. Mình phải để delay cho nó một cái thời gian thấp để nó chậm đi thì các bạn dễ nhìn. Thực ra nó chuyển và nó đọc rất là nhanh. Đây, mình sẽ cho tiến gần hơn với nguồn sáng. Nó tăng lên. Thì cái đèn mình để hơi cao mình không dí lại gần được nó. Rất là nhạy, các bạn có thể ứng dụng cái này vào để làm cái cảm biến ánh sáng được. Để các bạn có thể cho đèn tự động bật lên khi trời tối cũng được. Đây, khi có ánh sáng thì nó sẽ tắt đi. Đây. Rất là hay, rất là nhẹ. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý quan tâm và theo dõi. Hãy like, subscribe và comment ý kiến của các bạn ở phía dưới. Hãy chia sẻ kênh giúp bọn mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.